Con chó này nó có hài lòng với vóc dáng của nó không? Nó có thấy tự hào với một cái thân thể vậy không? Nó có thấy nó tự đắc, vênh váo với một cái thân lông lá vậy không? Nó nhìn thấy những con chó xấu xí hơn nó sẽ kiêu ngạo với sắc đẹp của một con chó. Những con chó bị bệnh què, gãy chân, thậm chí là rụng lông hết, thậm chí là nó bị lở loét, thì nó sẽ tủi thân, nó đau khổ. Mà để nhìn thấy mấy con chó kia là sung sướng hơn nó, đẹp hơn nó. Nó ước gì nó được một cái thân thể lông mượt mà, nghe cái nghiệp có sợ không? Hả? Nghe cái nghiệp có sợ không? Hả? Sợ nghiệp không? Hãy về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nương tựa cái giới mới thoát được cái thân súc sanh, biết không? Biết không? Thấy khổ chưa? Thấy cái thân súc sanh này nó khổ không? Thế bây giờ mà còn có biết được mà quay vô chùa ở mà cũng là đỡ lắm rồi đó. Ở đời sau mà, đời sau làm người nha, đi theo tạng kinh đi cái gia tu, hay không?